Ở đây mình có một cặp đa của Đan Mạch đây. Quay riêng cái này cho anh em. Bây giờ là mình cái canh nó làm lõm rồi. Con này của Đan Mạch nha. Thôi, bây giờ mình xem cái cấu hình thôi. Con này Otas Đen Mát này thấy không? Con lợi ít 120 nha. Con này là 3 triệu nha. Nhanh còn 2 triệu bán được này. Đó. Giờ tự xử nha anh em ơi. Bao riêng đủ đồ nha. Đó. Otas của Đan Mạch. Ok chưa? Là cặp này nha. Mấy cặp này bởi đã uôn cố. Cái đây sau đây. Trong này có một cặp siêu cố này. Nhưng mà chưa quay ra này. Thấy cái chân của nó. Của đinh. Đây, ở đây có một cặp mà Telefuken ở đây. Telefuken này. Giờ là chỉ cho anh em coi cái số thôi nha. Model thôi nha. Con này là một Telefuken. Telefuken HL1600 nha. Con này cũng còn nguyên trong ấy luôn này. Rồi, anh em nào chơi thì nhắn nha.